Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin Gặp Nhau Cuối Ngày. Còn bây giờ thì hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong video ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5. Mới đây thì ảnh cưới của Trường Giang và Nhã Phương đã bất ngờ bị lộ ra trên các trang mạng xã hội và khiến cho khán giả càng hoài nghi hơn về một đám cưới có thể sắp được diễn ra. Tin tức về việc Trường Giang và Nhã Phương sẽ tổ chức đám cưới đã khiến cho khán giả và người hâm mộ cảm thấy vô cùng sốt ruột. Và dù đã khẳng định là tổ chức đám cưới vào ngày 25 tháng 5 tới đây, nhưng nam diễn viên vẫn còn vui đùa nói rằng không biết là năm nào. Và điều này đã khiến cho mọi người cảm thấy rất hoang mang. Và khi nhìn thấy những bức hình này của Trường Giang và Nhã Phương trên các trang mạng xã hội thì rất nhiều người lại càng hoài nghi hơn về điều này. Nhiều ý kiến thì cho rằng đây chính là ảnh cưới của họ, nhưng rất nhiều người khác thì lại nghĩ rằng đây cũng có thể là những hình ảnh trong một dự án phim điện ảnh sắp được diễn ra. Và trước khi lộ ra loạt ảnh cưới này thì Trường Giang và Nhã Phương đã dành thời gian để đến Phú Quốc đón sinh nhật lần thứ 27 của Nhã Phương. Và cũng tại nơi đây thì Trường Giang vừa mới tậu một căn nhà trị giá tới 15 tỷ đồng. Và chuyến đi này thì còn có thêm cả sự có mặt của ba mẹ và chị em gái của Nhã Phương nữa. Với mối quan hệ ngày càng khăng khít và thân thiết hơn như thế này thì khán giả lại càng kỳ vọng về chuyện hai người sẽ về chung một nhà sẽ được diễn ra sớm thôi. Ngày hôm qua, sau khi một vụ nổ kinh hoàng được xảy ra sau đêm diễn của ca sĩ Ariana Grande khiến cho ít nhất 70 người thương vong, và điều đáng nói hơn là sau khi vụ nổ xảy ra thì có rất nhiều trẻ em đã bị mất tích và hiện tại vẫn chưa được tìm thấy. Ngay sau khi vụ nổ tại sân vận động Manchester được diễn ra thì mạng xã hội đã ngay lập tức trở thành trang tìm kiếm khổng lồ khi mà hàng loạt các vị phụ huynh đang đăng hình con của mình lên và vẫn đang mất tích giữa vùng nguy hiểm và trong vô vọng. Ngay sau khi vụ nổ này được diễn ra thì đã khiến ít nhất 19 người chết và 50 người bị thương tại show diễn của nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande, và rất nhiều trẻ em, thanh thiếu niên thì vẫn đang mất tích. Các vị phụ huynh đã đồng loạt đăng tải hình ảnh của con mình lên các trang mạng xã hội với hy vọng là sẽ có được thông tin về con mình. Theo một báo cáo cho biết thì hiện tại khách sạn Holiday Inn gần sân vận động, họ vẫn đang trông giữ khoảng 50 trẻ em đã bỏ chạy khỏi khu vực hiện trường vụ nổ mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. Và hiện tại thì phía cảnh sát Manchester vẫn đang trong quá trình điều tra hiện trường và tìm kiếm thêm những nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt trong vụ nổ. Sân vận động Manchester là một sân vận động trong nhà lớn nhất tại châu Âu với sức chứa lên tới 21.000 người, nên rất có thể là con số thương vong sẽ không chỉ dừng lại ở 70 người. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, người được mệnh danh là vua hài đất Bắc, người mà luôn mang tiếng cười đến cho mọi người, mới đây ông đã chính thức gửi đơn xin được nghỉ hưu. Nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, giám đốc của nhà hát chèo Hà Nội đã cho biết, hiện nay thì nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh đã gửi đơn xin nghỉ hưu và hiện tại thì đơn của anh đã được chuyển lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để chờ được giải quyết theo đúng như thủ tục quy định. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh sinh năm 1960 và là một nghệ sĩ xuất chúng nên các chương trình của nhà hát có sự tham gia của anh thì đều thu hút được đông đảo những khán giả đến xem. Theo như tiết lộ của nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi thì lý do mà nghệ sĩ Xuân Hinh gửi đơn xin về hưu sớm khoảng 2 đến 3 năm là vì nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh mong muốn sẽ được nghỉ ngơi sớm nên là mong nhà hát cũng tạo điều kiện để đáp ứng nguyện vọng này. Và có lẽ là trong các vở chèo tới đây thì khán giả yêu nghệ thuật chèo sẽ không còn được nhìn thấy sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh như trước nữa, một người mà đã ghi dấu ấn rất lớn trong lòng rất nhiều đối tượng khán giả. Mới đây tại Thái Lan thì một món ăn nổi tiếng đã được tạo hình thành một chú chó con mặt sệ và đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Pudding kem dừa là một món tráng miệng rất phổ biến tại Thái Lan và thường thì được tạo hình hoa lá vừa ngon miệng vừa đẹp mắt. Tuy nhiên thì một cửa hàng tại Bangkok, Thái Lan đã vừa quyết định thay đổi điều quen thuộc này khi tạo hình cho chiếc bánh của mình thành một chú chó con mặt sệ. Vừa mới được lên kệ và chỉ sau 6 giờ chia sẻ những hình ảnh này lên các trang mạng xã hội thì quán bánh Willy Wan ở Thái Lan đã nhận được hơn 10.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận. Những chiếc bánh được tạo hình chú chó con với vẻ mặt trông tồi tội này được tạo ra thì đã nhận được khá là nhiều phản ứng trái chiều từ dân cư mạng. Tuy nhiên thì lượng bánh bán ra trong mỗi ngày khá là nhiều và giá của nó là 25 bạt và tương đương với khoảng 17.000 đồng một chiếc. Nhiều người thì tỏ ra khá là thích thú với tạo hình mới này của cửa hàng, còn rất nhiều người thì lại cho rằng tạo hình này quá giống nên khiến họ không nỡ ăn vì họ có cảm giác như chính những con thú cưng của họ đang ở trong chiếc hộp đấy vậy. Và cuối cùng sẽ là thông tin về thời tiết. Và được biết là khu vực Bắc Bộ sẽ được đón một đợt không khí lạnh giữa mùa hè vào ngày mai, ngày 24 tháng 5. Do chịu tác động của khối không khí lạnh gây mưa nên nhiệt độ của khu vực Bắc Bộ sẽ được giảm từ 3 đến 5 độ C. Từ chiều tối và đêm ngày 23 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 thì ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và có nơi mưa to, rải rác có dông nữa. Chấm dứt nắng nóng ở Bắc Bộ và sáng sớm và thời tiết về đêm thì có thể chuyển rét. Tại Hà Nội thì người dân lại tiếp tục được đón một đợt không khí lạnh nữa giữa mùa hè và thời tiết này thì sẽ kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày. Các bạn nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Có lẽ là cảm giác đón gió lạnh giữa mùa hè nóng bức và oi ả thì sẽ khiến cho rất nhiều người cảm thấy thích thú. Tuy nhiên thì thời tiết này sẽ rất là dễ ốm nên các bạn nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Và đó cũng là thông tin kết thúc cho video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.